Chào các bạn, hôm nay Lang Thang Giang giới thiệu với các bạn một quán bánh canh vừa rẻ vừa ngon ở thành phố Long Xuyên. Đường đi thì qua cầu Duy Tân lên hướng phường Mỹ Bình, vừa qua cầu các bạn quẹo phải khoảng 50m là tới. Đây là quán bánh canh của dì Năm Cam. Dì Năm hồi xưa là bên dược, bây giờ đã về hưu. Hiện tại thì dì Năm sống một mình không có con cháu. Ở đây tô bánh canh trung bình giá 12.000 đồng, nhưng mà mình thấy nhiều người tới mua 10.000, 5.000 đem về dì Năm cũng bán luôn nha. Dì bán bao lâu rồi dì? Dì bán lâu lắm rồi. Từ năm nào dì nhớ không? 2002. 2002. Dì bán suốt bên kia rồi, dì mới qua bên đây. Vậy là coi như 20 năm rồi. Bán có món bánh canh không hả dì? Mỗi lần dì bán bánh canh cháo rùm rùm hết á. Giờ thì bánh canh. Dạ. Bánh canh này là bánh canh huyết. Huyết và với thịt. Mấy giờ về bán cái gì? Giờ này nè, giờ này có rồi đó. Là coi như cỡ 10 giờ. Mình bán tới mấy giờ vậy? Hên xui là nhiều khi bán hết sớm, nhiều khi bán tới 5 giờ. Dạ. Hiện tại thì bao nhiêu một tô cái gì? 12.000, có xương thì 15. À, vậy là 12.000 một tô là giá trung bình, còn có thêm một xương thì 15. Vậy gì làm một tô 12.000 cho con trước đi. Để da gì không? Dạ, để bình thường đi. Để cô trang trí cho đẹp. Dạ. Nữa con giới thiệu phần bài giúp hội giùm cô ha. Dạ. Cô cứ bán như bình thường nha. Dạ. Con giới thiệu nhưng mà vẫn bán bình thường chứ đừng để thêm nha. Không. Dạ. Nếu mà ăn cục xương thì 15 nha. À, con này là 12 nè phải không? Đúng. Trời, 12 mà nhiều như vậy nè. Quá rẻ luôn. Con bán bình dân. Đây là có là huyết nè. Thịt da heo với gì ta, chả không cô? Dạ. Chả với mỡ, tép mỡ, tép mỡ da, da rồi tép mỡ. Mỡ hành, mỡ tỏi đó. Chỉ 12.000 đồng. Ừ. Chắc rẻ nhất Long Xuyên rồi đó cô. Không biết. Có mình dân đó về con ơi. Dạ. Ở đây nghề nhân lao động không ạ? Có cục xương thì 15 đó. Dạ. Cục xương nào đâu cô? Nè. À, thêm xương thì 15 ngàn. Ừ, dạ. Vậy đó. Con giới thiệu bạn bè lại giúp họ giùm cô đi. Dạ rồi. Hồi xưa cô cũng có đi làm việc đó. Cô về hôn rồi đó. Cô nghĩ cô bán. Rồi dì Năm làm thêm một tô 15 ngàn cho con nữa nha. Dì Năm, dì Năm Cam. Nghe tên giật mình luôn. Ai nghe tên dì Năm Cam cũng giật mình đó. Đây là một tô 15.000. 15.000 đây. Full topping. Đồ ăn chất lượng mà. Những rau những gì cũng sạch sẽ đó. Cho tóc mỡ nhiều chút nữa. Rồi. Mình làm bên dược mà mình làm bằng hành nữa là nổi tiếng. Dì Năm là hồi xưa là làm bên dược. Dược có trong với mẹ dì ăn. Ở đâu dì Năm? Ở
ăn tự lắm. Là bên bên nào? Hả? Là bên bệnh viện hay bên nào? Bên dược luôn. Bên dược mà bên nào á? Xí nghiệp dược. Xí nghiệp dược á. À rồi giờ về hưu. Chị Năm là hiện tại là sống một mình, không có gia đình, không con cái. Thuê trọ ở trên Bình Khánh không gì nào? Ngã ba cây mít mình đó. Ngã ba cây mít. Ở gần cầu quay. Ừ. Thì bữa nào đắt thì bán được 4-5 kg. Còn mưa trời mưa gió thì sao vậy Nam? Mưa gió có bán không? Đó, mưa lớn thì nghỉ lắm. Dạ, tại mấy có mấy bữa mưa ra không gặp nè. Mưa cũng bán. Đã cuộc sống của mình mà. Dạ. Lương có gì sống đâu đủ. Dạ. Lương có chị có 2,000+ à. Lương hưu quá ha. Lương hưu quá. Dạ. 2,6 lên. Mấy bạn có đi ngang nhớ ủng hộ nha. Đây tô 15,000 full top đi. Rất là rẻ luôn. Gì 5 cam. Ờ không bán nhỏ đó hả? Dạ. Đang cuộc xương không còn. Bánh canh ta thêm bao nhiêu một tô vậy Nam? 5,000, 3,000 cũng được luôn. Là bánh canh với huyết. Huyết da. Dạ. Tô này đang làm cho khách là bao nhiêu vậy Nam? Rất thêm là 5,000. 5,000. Trời ai ăn ít á, ra kêu tô bánh canh thêm thì ăn cũng no nữa. Đây, trời một tô 5,000. Quá rẻ luôn. Trời kêu một tô mới vậy. Có bán bọc đem về nữa đi Nam. Bé mua bọc. Bọc đem về mua bao nhiêu cũng bán gì Nam. Thấy mua 10,000 đó. Con bán 5, con mua 5,000. 5,000 nữa hả? Canh 10,000 đem về. 10,000 đó cũng tô đó. Dạ. Anh Kỳ để trả không anh Kỳ? Chắc chỗ duy nhất ở Long Xuyên bán 5,000. Bánh canh 5,000 đem về. Trên gì hả? Gì mua tô cháo lòng 20,000 không bán á. Dạ. Ở đây dân lao động rất nhiều từ nghiệp bán đi. Lời meo á. Rồi đây. Ừ, chào. Ủa đứa nào cháu tiền thối đây, thối tiền đứa nào nè, đứa anh cần nha. Ơi, cây hỏi nó bỏ gì nha, đi xe về á. Ừ.
Tớ ra dùng tôm ăn cho. Làm cho con mặc em gì vậy con? Mày đi ăn tôm.